Chào mừng các bác đã đến với video clip tiếp theo của cửa hàng của Cương Audio. Các bác thân mến, ở video clip lần trước trong việc giới thiệu các sản phẩm hàng về thì em cũng đã giới thiệu đến các bác về 4 chiếc âm ly đến từ thương hiệu Denon của Nhật Bản. Trong số đó thì có chiếc âm ly Denon PMA 2045 mã. Và ở chương trình video clip lần này thì em sẽ quay cụ thể về hình thức bề ngoài cũng như là về nội thất của nó ở phía bên trong để các bác có thể nắm được rõ về tình trạng của chiếc âm ly này. Và nếu như bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh. Và trước mắt màn hình các bác thấy được đây là chiếc âm ly Denon PMA 2045 mã mà em muốn giới thiệu đến các bác ở video clip lần này. Với dòng âm ly này thì các bác nhìn thấy ở mặt trước thì nó sử dụng mặt màu vàng chanh, được thiết kế rất là sang trọng và đẹp mắt. Đây là những dòng âm ly đời cao cho nên thì các bác thấy được các kỹ sư của hãng Denon thiết kế rất nhiều các linh kiện điện tử cao cấp trên dòng model này. Các bác đều đã biết đối với những các dòng âm ly của dòng Denon ở phân khúc dòng 2000 CD La Mã thì các bác thấy nó có rất nhiều những dòng CD khác nhau. Và đây là dòng 2004 La Mã, đây là CD cuối cùng của dòng CD La Mã, các bác đều đã biết rồi. Cho nên thì đối với dòng model này được cải tiến rất là nhiều, nó đem đến chất lượng âm thanh rất là hay. Đối với dòng model này thì các bác thấy tổng thể ở mặt trước của nó được thiết kế những cái nút rất là đơn giản rồi. Các bác thấy nó sử dụng 2, 4, 6, có 8 cái nút thôi. Đây là nút power, nút nguồn. Đấy. Đây là nút chỉnh bass, nút chỉnh chép này, ba lang này, rồi là DJ này, volume này. Đấy, rồi là Z out selector. Đây là input selector. Đấy các bác thấy các nút của nó có ký hiệu rất là cụ thể, các bác chỉ cần nhìn qua thì các bác cũng đã biết rồi. Và ở video clip này thì chủ yếu em quay qua về cái tình trạng của chiếc âm ly này để các bác có thể nắm được rõ về cái độ đẹp của nó thôi. Còn đối với dòng 2045 mã thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã giới thiệu đến các bác rất nhiều lần và cũng có rất nhiều shop cũng đã giới thiệu đến các bác rồi. Tuy nhiên thì các bác thấy thì chủ yếu đánh giá về cái tình trạng độ đẹp của sản phẩm cũng như là về độ zin của sản phẩm thôi. Đây là phía bên sườn. Đối với dòng này thì các bác thấy cái nắp của nó được thiết kế vít rất nhiều ốc. Ở hai bên thì các bác thấy mỗi bên thì nó được vít bằng 4 con ốc này. Và ở phía bên trên thì các bác thấy nó được vít bằng 6 con ốc nữa. Ốc 4 cạnh. Và ở phía sau thì các bác thấy nó được vít bằng 4 con ốc nhỏ nữa. Cho nên thì đối với dòng model này thì các bác thấy nó được vít ốc rất là chắc chắn và an toàn. Ở trên nóc của nó thì các bác thấy thì nó được bố trí thành 4 cái ô dọc chạy xuôi về phía sau. Để nó thiết kế những cái ô thoáng như này thì các bác thấy hai bên thì nó được bố trí hệ thống thanh tản nhiệt ở phía bên dưới này. Lát nữa thì em sẽ mở nắp ra để các bác cùng quan sát cụ thể về nội thất của nó ở phía bên trong cũng như là cách thiết kế của dòng model này. Đây là phía bên sườn, các bác thấy rất là ok nhá. Đấy. Còn đây là tổng thể ở phía sau. Đối với chiếc âm ly này thì các bác thấy ở phía bên này, đây là các cổng nhận tín hiệu đi vào. Trước hết thì các bác nhìn thấy đây là cổng phono này, CD này, tuner này, AUX1, AUX2, rồi là cổng Z. Đấy. Cổng thép 1 và thép 2 đấy. Cổng PB và cổng REC. Bên này là dây out và power amp DJ. Tức là chiếc âm ly này thì các bác thấy nó trang bị cho chúng ta có tính năng làm dề và có tính năng làm power. Các bác thấy rất là cụ thể. Dây out tức là đường ra để làm dề này, rồi là power amp DJ tức là các bác có thể cắm đường tín hiệu vào để biến âm ly thành cục đài. Cái này thì rất là đơn giản. Đây là MCMM dành cho cổng phono, dành cho đầu đĩa than. Và ở phía bên này thì các bác thấy đây là cầu đưa tín hiệu đi vào, đây là cầu A và dưới là cầu B. Giải trở kháng của nó thì các bác thấy rất là rõ, từ 4 đến 16 ôm. Và khi chúng ta đánh hai cặp loa, tức là hai cầu thì sẽ có trở kháng từ 8 đến 16 ôm. Và có khả năng đánh bi quai. Khả năng đánh bi quai của nó thì có trở kháng từ 4 đến 16 ôm. Và chiếc âm ly này thì nó chạy nguồn điện 100V và có công suất tiêu thụ điện là 275W. Như vậy thì các bác thấy thì các bác cũng đã được quan sát một vòng về hình thức bề ngoài của chiếc âm ly Denon PMA 2045 mã rồi. Và sau đây thì các bác chờ em một lát thì em sẽ nhấc bỏ nắp vỏ của nó ra để cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về nội thất của nó ở phía bên trong. Và các bác thấy thì ốc của nó thì em cũng đã vặn ra sẵn rồi để chỉ việc nhấc nắp của nó ra là chúng ta có thể xem được nội thất ở phía bên trong thôi.
Sau khi nhấc bỏ nắp của nó ra thì các bác thấy đây là toàn bộ nội thất của nó ở phía bên trong. Đây là nắp của nó này. Đấy, đây là vỏ của nó. Đây là ở phía bên trong của nắp vỏ. Ở phía bên trong thì các bác thấy nó được thiết kế những cái mút được dán ở phía bên trong. Và trọng tâm thì em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về nội thất của nó đã. Đối với dòng này thì các bác biết rồi, nó sử dụng hai cái tăng phô nguồn. Đối với từ những dòng 1500R các bác thấy thì nó được bố trí tăng phô nguồn được check ở phía bên tay trái. Còn đối với dòng 2000, đặc biệt là phiên bản dòng 2000 4 la mã này thì các bác thấy nó được thiết kế hai cái tăng phô nguồn được bố trí nằm ở chính giữa, tạo ra sự điểm cân khi chúng ta có thể cầm bê âm ly để chúng ta di chuyển. Thì các bác thấy nó được bố trí nằm ở chính giữa cho nên chúng ta bê âm ly nó rất là cân đối, cho nên dễ dàng di chuyển về chiếc âm ly như thế này. Đấy, các bác bê nó không bị lệch tay. Đây là hai cái tăng phô nguồn, các bác thấy Denon Super Audio. Ở phía dưới của tăng phô nguồn thì các bác thấy nó được bố trí mạ đồng, thiết kế rất là cao cấp trên những dòng âm ly Denon đời cao. Các bác thấy rất nhiều từ những dòng 2000 AE hay là những dòng 2000 SE các bác thấy thì đều được bố trí thiết kế hai tăng phô nguồn cũng như là ở phía dưới là được bố trí mạ đồng. Đấy, các bác thấy rất là cụ thể. Và đây là hệ thống thanh tản nhiệt. Và đối với dòng này thì các bác thấy nó sử dụng 4 con sò MOSFET. Đối với những dòng âm ly Denon đời cao thì các bác thấy thì nó sử dụng sò MOSFET, một trong những con sò đem đến chất lượng âm thanh rất là hay, được hãng Denon thiết kế trên những dòng âm ly đời cao. Đây là hệ thống thanh tản nhiệt này. Và bên này thì các bác thấy đây là hai cái bo công suất. Những con tụ của nó thì các bác thấy đây. Đấy. Đây là những con tụ cao cấp nhá. Các bác thấy ở trên những dòng âm ly đời cao, rồi là những dòng đầu CD đời cao thì các bác thấy nó được thiết kế theo những con tụ, những con trở như thế này. Đấy. Chỉ trên những phiên bản cao cấp thì mới có những dòng model như thế này thôi. Những dòng âm ly sử dụng là mặt màu vàng chanh, cũng như những dòng âm ly sử dụng là màu xám bạc thì các bác thấy đều có những cái linh kiện điện tử như thế này. Hai bên là bo công suất này, đấy, hệ thống thanh tản nhiệt, rồi là sò của nó được bố trí ở hai bên, mỗi một bên phụ trách cho một vế. Và đây là phên bo nhận tín hiệu đi vào, cổng phono, rồi là cổng AUX, cổng CD, các bác thấy rất là cụ thể. Đối với những dòng này thì các bác thấy nó sử dụng những cái phên màu xanh nước biển như thế này. Còn cái phên chỉnh âm sắc thì các bác thấy nó được bố trí ở phía dưới này. Chúng ta cần phải tháo ốc và chúng ta phải tút những cái nút này ra thì chúng ta mới bỏ cái mặt này ra thì chúng ta mới nhìn được quan sát cụ thể ở phía bên trong. Cái này thì bên cửa hàng của chúng em cũng đã kiểm tra rồi. Tuy nhiên tháo như này để quay thì nó cũng rất là mất thời gian, cũng rất là lâu. Đấy, các bác cũng biết rồi. Tút hết cái nút này ra rồi là vặn những con ốc như này ở dưới nữa. Thế cho nên thì em cũng đã kiểm tra rất là ok rồi. Thì chủ yếu em mang quay về cái nội thất của nó ở phía bên trong như thế này để các bác có thể nắm được rõ. Đây là sản phẩm đẹp zin, được bên cửa hàng của chúng em cam kết bao zin bảo hành cho các bác đầy đủ, cho nên thì các bác cứ yên tâm. Và ở phía sau thì các bác nhìn thấy nó sử dụng hai con tụ. Đấy. Trên con tụ của nó thì các bác thấy nó được in chữ Denon. Đối với dòng này thì các bác thấy nó được bọc tụ màu đen và đít tụ bạc như thế này. Và đối với dòng này thì các bác thấy nó sử dụng lên tới là 71V và 12.000 UF. Về tình trạng của nó thì các bác cũng đã được quan sát rất là cụ thể, rất là đẹp. Còn bên sườn này thì các bác thấy đây, rất là ok nhá, không bị cháy xước gì đâu. Đấy. Từ những cái khung như thế này này, rồi là ở phía trên nắp, các bác thấy đây, nó được thiết kế những cái mút dính như thế này. Cung xương này, rồi là phía trên nắp như thế này, các bác thấy như thế này rất là tuyệt vời rồi. Và như vậy thì các bác thấy thì ở video clip này thì em cũng đã tháo và quay cụ thể về hình thức bề ngoài cũng như là về nội thất của chiếc âm ly Denon PMA 2000 4 la mã để các bác có thể nắm được rõ về tình trạng của chiếc âm ly này. Và đối với dòng âm ly này thì các bác có thể dễ dàng phối ghép với rất nhiều các dòng loa khác nhau. Những dòng loa BVW kép, những dòng loa của Tannoy, những dòng loa Bose, những dòng loa Vega, rồi là những dòng loa của Onkyo, Diatone. Đấy, các bác đánh thì rất là tuyệt. Kể cả những dòng loa Kenwood của Nhật, các bác đánh rất là hay. Chất âm của nó đem đến tơi sáng, nghe âm thanh rất là rõ nét. Và đặc biệt thì các bác kết hợp với những dòng loa nào có khả năng đánh BY thì các bác có thể khai thác thế mạnh của dòng âm ly này thì rất là hay. Và chiếc âm ly
Denon PMA 2045 mã này thì có mức giá là 20 triệu 500 nghìn đồng. Các bác đều đã biết đối với dòng âm ly này thì hiện nay trên thị trường cũng có rất nhiều shop bán với nhiều mức giá khác nhau. Tuy nhiên thì các bác biết rồi, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều các yếu tố khác nhau. Cho nên thì các bác thấy yêu mến ở cơ sở nào cũng như là tin tưởng ở cơ sở nào thì các bác có thể lựa chọn ở cơ sở đó thôi. Và chiếc âm ly này thì các bác lưu ý nhé, rất là đẹp. Đấy, em cũng đã quay rất là cụ thể chi tiết gửi đến các bác rồi. Và cuối cùng thì bác nào có nhu cầu mua sắm hay cần tư vấn phối ghép thì các bác có thể liên hệ với bên cửa hàng của chúng em qua số điện thoại hiển thị trên tấm biển xanh đây. Và trước khi kết thúc video clip này thì em cũng xin giới thiệu qua đến các bác về cặp loa Bose 601CD3 phiên bản Black màu đen. Đối với phiên bản màu đen và phiên bản màu vàng thì các bác biết thì về cái chất lượng thanh nó không có sự khác biệt nhau. Tuy nhiên thì nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi. Cho nên thì đối với cặp màu đen thì có mức giá rẻ hơn vài triệu so với cặp màu vàng. Và đối với cặp màu đen đẹp zin như thế này thì có mức giá là 40 triệu đồng. Các bác thấy một mức giá rất là tuyệt vời để các bác có thể sở hữu cho mình những cặp loa Bose phiên bản Black màu đen như thế này. Tùy theo cái sở thích cũng như là cái điều kiện kinh tế của các bác để các bác có thể lựa chọn những cặp loa theo cái ý thích cũng như là cái điều kiện kinh tế của mình. Còn hiện nay thì những dòng Bose 601CD3 màu vàng thì các bác thấy bên cửa hàng của chúng em còn 3 cặp nữa. Đấy. Và những cặp như thế này thì có mức giá là 45 triệu đồng, rồi là 601CD2 đời 3 cọc tem cờ, rồi là 601 trơn có mức giá là 22 triệu đồng. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip này ở đây. Hẹn gặp lại các bác ở video clip tiếp theo.